Nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng Bờ Bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món tráng miệng rất là ngon, rất là thơm từ xứ sở đảo sư tử, đó là món tàu hủ Singapore. Với cái phần tàu hủ rất là mịn thơm mà béo cả nhà nha, rất là ngon cả nhà ơi. Đặc biệt tàu hủ này ăn lạnh cả nhà nha. Tàu hủ Singapore chúng ta sẽ ăn kèm với chân châu đường đen. Với nước đường thơm cùng chân châu giòn giòn, cả nhà ơi, rất là ngon cả nhà nha. Rồi, xin mời cả nhà cùng mời bếp với Nguyên Cút nhé. Về nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có 50g viên cream. Rồi, 20g bột gelatin cả nhà nha. Cùng với 200ml sữa tươi. Cùng với 300ml sữa đậu nành cả nhà nha. Đó, nguyên liệu chính các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho 20ml nước lọc hòa chung với 20g bột gelatin các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều. Sau đó mình sẽ cho vào vi ba khoảng 30 giây để hỗn hợp này nó nóng lên các bạn. Đó, thì nước sẽ quyện với cái bột gelatin, khi mình nấu nó sẽ không có bị cái lợn cợn các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi và mình sẽ cho 300ml sữa này vào nồi các bạn nha. Đó, mình sẽ nấu nóng lên, nóng phải nóng sôi các bạn nha. Đó, nóng lên cùng với sữa tươi nè. Đó, sẽ khuấy đều các nhà nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần whipped cream vào cả nhà nha. Sau đó mình sẽ cho từ từ cái phần bột gelatin á, nó hụt để hòa tan với nước vào luôn các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều các bạn. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp gelatin vào cả nhà nha. Mình sẽ khuấy đều lên là coi như là mình xong cái món này các bạn. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cốc đông và mình sẽ cho cái phần cái này ở trên á, mình sẽ đổ hỗn hợp mình đã mới nấu xong các bạn, sữa tươi với cream vào các bạn nha. Cốc đông đó mình sẽ lọc qua cái đây để bỏ những cái mà đang cỡ cái gelatin còn lại nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị những cái khuôn silicon, khuôn nhôm, khuôn inox, khuôn nhựa đó thì các bạn nha. Mình sẽ đổ hỗn hợp vào, mình sẽ cho vào ngăn máy tủ lạnh các bạn. Mình chờ thôi. Ok, mình bắt đầu tiếp theo mình sẽ làm cái phần chân châu đường đen cả nhà nha. Thì để là nguyên liệu thì chúng ta sẽ có là 300ml nước cả nhà nha, và 100g bột năng cùng với 25g bột nếp. Ngoài ra chúng ta sẽ có đường đen là 75g cùng với 15g bột cacao cả nhà nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt một cái nồi lên, mình sẽ nấu sôi nước. Thì mình sẽ cho cái phần nước vào là 150ml nước vào để mình nấu sôi cả nhà nha. Đó, mình chia ra phân nửa mình làm cái phần nhân chân châu và phân nửa lại mình sẽ nấu nước cái đường đen nha. Đó, mình chia phân nửa ra. Ok, và trong khi chờ nó sôi mình sẽ cho khoảng 15-20ml nước vào cái phần bột cacao mình khuấy đều các bạn nha. Thì khi mình nấu nó sẽ không bị đóng cục các bạn, mà nó mau tan nữa. Đó, khuấy đều lên, sau đó mình sẽ đổ vào hỗn hợp nước để nấu sôi các bạn nha. Ok, nước sôi mình sẽ cho cái hỗn hợp bột cacao mà mới khuấy đều vào các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều lên. Đó, nó mềm tan nhau, nó làm cái màu, làm cái mùi thơm cho cái chân châu của mình nữa các bạn. Đó, nước sôi mình sẽ từ từ cho cái hỗn hợp này vào trong cái bột năng với bột dẻo á, bột nếp á, để mình làm phần bổ các bạn. Đó. Giờ nước đã nguội lại, mình sẽ cho một chút xíu đường vào các nha. Mình sẽ cho 25g đường vào. Đó, còn 50g đường còn lại mình sẽ làm cái nước đường với nhà nha. Đó. 25g đường mình khuấy đều lên là xong cái phần nước để mình trộn với bột của bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lay bột các bạn nha. Lay bột năng với bột nếp nè bạn nha. Lay để bột nó miệng ra thì lúc mình nhồi bột đó, nó sẽ không bị đóng cục các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp nước mình đã nấu mà nước bột cacao ấy, đó, vào để mình trộn bột cái nhà nha. Nước này gọi là nước ấm các bạn, không nóng lắm mình cũng không nguội lắm mình nha, để mình trộn lên. Thì nước bột nếp với bột năng ngọng với nước ấm ấm nó sẽ nở các bạn. Đó. Đó, mình sẽ trộn lên các bạn nha. Ok, và hỗn hợp đã dẻo rồi các bạn, nó sẽ hơi cứng cứng các bạn nha. Đó là bột năng bột nếp á. Bây giờ mình sẽ nhồi tí xíu để khi mình ra thì bột nếp sẽ
năng nó sẽ chân dâu á, nấu nó sẽ dẻo ngon ngay nha. Đó, mình nặng mình bóp xíu. Rồi ok, tiếp theo mình đã cắt một cục nhỏ để mình nặng ra một cái hình hình khối vàng, khối dài á. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ từng miếng ra để mình nặng hình tròn nó nha. Các bạn hãy rắc một xíu năng để chống dính các bạn ở trên cái dĩa đó, mình sẽ nặng cục nhỏ nhỏ thôi, nó nhận tròn mình nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, mình sẽ cho cái phần chân trâu này giờ để mình nấu mình nha. Thì các bạn lưu ý này sẽ nấu hơi lâu một xíu, vì chân trâu này nó càng to nó càng lâu các bạn nha. Ví dụ mình nấu khi mà cái hạt trâu nó nổi rồi đó thì bạn phải ngâm đóng nắp lại thêm 15 phút nữa nha, cho nó nở hoàn toàn các bạn. Tại lúc mà các bạn thấy nó nổi lên trên này nó vẫn chưa là nó nở hết các bạn nha. Bạn muốn nở phải đợi cho nó đóng nắp thêm 15 phút nữa cho nó nở hoàn toàn, khi đó các bạn ngâm nước lạnh nó sẽ mềm và ngon và sẽ không bị sượng các bạn nha. Ok, sau khi nó nổi rồi thì bây giờ mình sẽ nấu thêm khoảng cỡ 50 phút, còn các bạn hãy để lại khoảng 15 phút sau đó, sau đó mình sẽ vớt ra trộn qua cái phần nước lạnh các bạn nha, để giữ cái độ giòn của nó. Ok, cuối cùng thì mình sẽ nấu phần nước đường cái gì nha. Thì mình còn lại khoảng cỡ 120-130ml thì mình sẽ nấu với 50g đường còn lại cái nhà nha. Đó, mình sẽ trộn 120ml nước này cùng với 50g đường vô và mình nấu lên làm cái phần nước đường cái nhà nha. Đó, bạn muốn ngọt thì nó sẽ sệt lại. Và sau đó mình sẽ nấu sôi cái phần hỗn hợp nước đường này các bạn nha. Và sau khi nấu xong thì mình sẽ chờ nước đường này nguội lại, mình sau đó mình sẽ đổ vào cái chân trâu mình đã ngâm nước lạnh các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước đường đã nguội vào, mình sẽ ngâm cái chân trâu với đường này, nó sẽ vừa có độ dai vừa có độ ngọt của cái đường các bạn, vừa có màu rất là đẹp như vậy nha. Đó, đổ lại mình sẽ đổ vô cái phần kèm với cái phần tàu hũ xương bò các bạn. Đó. Ok, và sau hơn 2 tiếng thì phần tàu hũ đã đông rồi các bạn. Đó, rất là ngon, rất là đẹp nha nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra, thì các bạn nếu mà lấy hơi khó các bạn có thể cho phần nước sôi cái tô. Sau đó mình sẽ cho tàu hũ với cái khuôn cái khiến mà nó khuôn silicon vào luôn đó. Và lưu ý nha, mình sẽ cho khoảng tầm 10-15 giây tùy vào nước sôi. Sau đó các bạn phải lấy ra liền nha, nó không thì chảy nước các bạn. Đó, mình chỉ cần chậm xíu thì chảy nước liền nè. Ok, rồi mình sẽ lấy ra các bạn nha. Đó, đã tách cái lớp rồi, bây giờ chỉ cần lấy rồi, thấy không? Chỉ cần trẻ 5 giây thôi là sẽ chảy nước liền các bạn. Đó, bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần chân trâu đường đen nước đường vào và cỡ như xong món tàu hũ Singapore rồi các nhà ơi. Cùng chúng ta đã có được món tàu hũ Singapore với ăn kèm với chân trâu và nước đường đen rất thơm ngon cả nhà ơi. Có đất tàu hũ mềm mịn tan trong lưỡi, cái một miếng cùng với chân trâu giòn dai thơm ngọt cùng nước đường đen, trời ơi quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những buổi thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.